thị trường chứng khoán đã thay đổi. Tuy tôi luôn cẩn thận trên từng bước đi, thế nhưng cho dù cố gắng thế nào, các khoản phí vẫn là một gánh nặng quá lớn. Tôi đã tuyệt vọng cho đến khi tìm thấy EntrantX, miễn phí giao dịch trọn đời, tải ngay hôm nay.